Em xin chào đến tất cả cô chú anh chị và các bạn Sài Gòn hôm nay trưa ngày ở chiều ngày 21 tháng 7 năm 2021. Và trước mặt anh chị và các bạn đó là hình ảnh của chung cư Soho, một chung cư tái định cư dành cho những cư dân ngày xưa ở chung cư Cô Giang đó, và ngày nay được trưng dụng làm cái khu cách ly cho những người không may bị nhiễm Covid. Và mỗi ngày thì em lên sân thượng này mỗi buổi tối nhìn thấy ánh đèn của mỗi ô chung cư nó càng ngày nó càng cao, càng nhiều người ở hơn, và cái nỗi lo nó càng ngày nó càng lo hơn nữa khi mà cái lệnh giãn cách xã hội 2 tuần dành cho Sài Gòn đến nay là cũng khoảng 12 ngày rồi. Thì không biết sau 12 ngày, không biết sau 14 ngày thì sẽ có lệnh gì mới đây. Nhưng mà thêm cái lệnh giãn cách toàn miền Nam nữa. Nhưng mà khi mà sau 2 tuần này thì tình hình dịch bệnh nó có thuyên giảm thì sẽ bớt đi cái lệnh giãn cách mới. Nhưng mà tình hình dịch bệnh thì bữa giờ là không thấy không giảm rồi. Tình hình này không biết như thế nào đây. Và 2 tuần nữa thì 2 ngày nữa là hết lệnh, nhưng mà thì sẽ không biết có lệnh gì mới nữa hay không cho Sài Gòn này. Thì nghe nói chính phủ là sẽ siết chặt hơn nữa trong cái việc giãn cách xã hội này, thì tình hình nó sẽ căng hơn nữa đối với những người có hoàn cảnh khó khăn đó, rồi những chủ doanh nghiệp, hầu như là tất cả chúng ta đều ảnh hưởng rất là lớn. Mong cho cái dịch này nó sớm đi qua để người dân trở lại cuộc sống bình thường ha. Chứ nhiều khi ở nhà hoài mà không có tạo ra kinh tế, mà gia đình lại không có thu nhập, không có ăn lại khổ nữa. Có nhiều doanh nghiệp nợ nần rất là mệt mỏi. Và chiều hôm nay thì em lên sân thượng này để hái rau. Đây là cái chậu rau diếp cá đó, bữa em trồng đó. Hôm nay nó bám rễ rồi nên nó xanh lên lại rồi. Mấy bữa mưa nắng sợ nó héo. Và cho dù tình hình như thế nào đi nữa thì chúng ta cũng phải cố gắng ở nhà, rồi mong cho cái dịch bệnh này nó sớm đi qua để nhiều người đỡ khổ hơn. Và mỗi ngày em đều quay clip chia sẻ với anh chị và các bạn vài hình ảnh ở nhà, cũng như những hình ảnh về nấu ăn, xem chơi cho vui thôi, chứ không phải là video clip hướng dẫn nấu ăn ha. Anh chị đừng hiểu lầm nha, em không có chuyên nấu ăn, vì tình hình nên thành ra nó buộc chúng ta phải thích nghi thôi. Và trước mặt chúng ta đó là cây chậu lá lốp để cuộn với bò đó. Nhưng mà chiều nay thì chị Hai làm cái món cà xào lá lốp, thì em cắt vài lá đây sẵn tỉa cho nó gọn bớt, chứ thôi là nó tùm quá. Gì rồi đó, bà đang cắt cây đó, cắt lá để hồi lụm lá này, bà cắt này con lụm nè. Dạ. Chào bà cô chú chứ quên nữa. Chào bà cô chú, hôm nay con lụm lá. Lụm lá gì? Biết. Lá lốp. Trưa này đồng nhỏ mới được cắt tóc nè. Đẹp trai không? Đó. Mà bà chỉ nghe cắt tóc lâu. Sao cắt tóc lâu, bà phải cắt kỹ chứ. Để thôi là tóc nó nhiều quá nực. Không biết cái lá cắt lá già hay lá non hay là như thế nào nữa. Cắt lá nào lớn lớn lắm nha. Kiểu này là bảo đảm hết 2 tuần thì chắc sẽ có thêm 2 tuần nữa rồi. Thì bữa giờ thì ngày nào cũng mấy ngàn người nhiễm hết trơn. Hả? Cắt bớt nữa. Và cắt bớt. Cái cây này rất là dễ trồng nha. Chỉ cần ghim nó lên. Thôi con đừng hái.
bụng bự thôi. Nó lửa lá là ngon ngon. Hồi đó bà ngoại hay ngoại của đồng nhỏ hay làm cái món canh la lớp. Canh la lớp cái gì nữa? Bò nướng. Bò lá lớp á. Rồi hái vài lá đó. Đủ rồi, chắc đủ rồi đó. Đủ rồi. Hôm nay mình ăn canh. Anh sáng giờ đồng nhỏ trông chờ cái gì? Mình ăn canh lá lớp. Chờ tới chiều để có món cánh gà chiên. Đó. Nhiều rau đây chắc chắc đủ rồi. Đi. Chiều chiên cánh gà, đồng khoái cánh gà không? Con thích cánh gà KFC thôi. Cánh gà KFC thôi, nhưng mà giờ KFC đóng cửa rồi. Không có mua được. Không sao đâu. Không sao. Hết dịch cũng được mà. Hết dịch cũng được mà, không sao đâu. Còn cánh gà cái lá gì vậy? Cái lớp nó bị vàng á. Mấy cái chậu này thì nó hơi nhỏ, cây lá lốp thì loại cây rất là dễ trồng, chỉ cần ghim là lên. Có gì á? Bóng bàn gì? Chào bà cô chú, chào bà cô chú. Chào bà cô chú. Chào bà cô chú đi con. Rồi, đồng chào rồi. Hôm nay này cũng làm việc ở nhà, theo tình hình này thì chắc có lẽ Sài Gòn chúng ta phải chịu cái lệnh giãn cách mới nữa rồi, chứ không có ngừng, tại vì mấy ca nhiễm bây giờ là không có giảm mà tăng không à. Thôi đừng hái nữa, đừng hái để ba cắt. Mình cắt cho nó thưa bớt cái thêm đất vô. Thêm đất vô. Ừ. Đất là sao vậy? Là thêm đất vô cái chậu này con. Tội cho mấy đứa nhỏ giờ không có được đi học rồi, chưa có được đi học nữa rồi không có được đi chơi. Mấy nay thì có rất nhiều hoàn cảnh, nói chung là rất là khó khăn. Có gia đình thì đang bị nhiễm cả gia đình luôn, rồi mỗi người một nơi trong những khu cách ly khác nhau đó. Có người thì bệnh nặng rồi không có qua khỏi, rồi những người thân kia thì chỉ biết ngồi nghe tin thôi chứ cũng không có làm được gì, trong khi họ cũng đang bị cách ly. Rất là thương mà không biết phải làm sao. Hy vọng là chúng ta sẽ cố gắng vượt qua, cầu cho bình an đến với muôn nơi, đến với toàn cầu này. Nên anh chị ở các nước hải ngoại thì chắc có lẽ ai cũng được chích vaccine hết rồi ha. Mong cho mọi sự an lành. Ở dưới quê thì nói chung tình hình cũng diễn biến phức tạp, ở dưới quê cũng như ở đây cũng giãn cách xã hội giống như ở đây, ai ở nhà nấy, công việc đều đình trệ. Nhưng mà dưới quê được cái có vườn rộng đó thì đi tới lui làm việc này việc kia, nhưng mà bán buôn cũng đâu được, tại vì không có người thu gom á, người thu gom cũng nghỉ, họ không được đi tới lui để mua bán, cũng điêu đứng luôn ha. Tính ra là không ai ổn hết nếu mà tình hình này kéo dài. Ngay cây này giống như cây trúc vậy đó, cái thân của nó cũng có mắt giống như cái thân cây trúc. Cái thân nằm nó nhỏ yếu quá mình cắt bớt. Như nhánh này nè, trên đây nó
lá nó càng ngày càng nhỏ rồi nè, mà cắt cái thân nó đi để nó ra cái thân mới. Đó, rồi những cái cây này muốn trồng nữa chỉ cần ghim xuống đất là nó lên nè. Nói chung việc trồng trọt rất là dễ, còn có đất là được rồi. Thường làm mấy cái này thì có kinh nghiệm thôi, trồng đợt này nó không được cái đợt sau mình trồng lại cái nó ổn, nó tốt mà. Mà có làm mới biết, không làm là không biết. Bữa nay là do này bận làm rồi nên không có thời gian quay phim mà. Nên em tự quay rồi tự nói luôn. Hy vọng là cô chú anh chị đừng có la rầy, hình ảnh nó hơi cận cảnh. Giờ Sài Gòn là có thêm mấy phương án mới, là không có cách ly tập trung nữa mà cách ly theo từng nhóm. Ví dụ như có người nhiễm họ không có triệu chứng thì họ sẽ ở một cái nơi riêng, còn người mà có triệu chứng thì sẽ ở một cái nơi riêng. Như vậy thì đỡ sự lây nhiễm hơn, với lại những người có triệu chứng thì sẽ được chăm sóc tốt hơn, kỹ hơn. Mỗi ngày tới 2-3 ngàn người nhiễm, sáng giờ là 2.000 mấy rồi, sáng giờ 2.000 mấy, tối nữa thêm 1.000 mấy nữa thành 3.000 mấy, 4.000, ngày nào cũng mấy ngàn không, con số rất là lớn. Cắt cho nó gọn xong cái mình vô đất, vô đất cho nó lấp đầy cái lõm này nè, nó vậy là nó sẽ tốt, chỗ cây sẽ rất là tốt. Và sau khi cắt tỉa này thấy rất là gọn và nó sẽ tốt hơn nữa nè. Bên đây còn một cây nữa, cắt xong này đỡ tùm ha. Đẹp liền. Hồi đó ở dưới quê cái nhà cha cũng trồng kiểng nhiều lắm. Rồi sau thời gian trồng thì thuê người ta uống. Rồi em cũng hay cắt này nè, rất là thích cắt. Giống như mình tỉa bình bông. Đó, rồi vậy vô đất nữa là xong. Cảnh này giống hoa, sắc hành giống vậy. Cảnh này giống hoa thiệt. Chiều nay có sự thay đổi rồi, nãy định món cà xào nhưng mà giờ thấy nãy thấy định cà xào nhưng mà thấy trái mướp sợ để lâu nó bị úng nên bị thay đổi phương án. Nè, cắt cái miếng này bỏ nè. Rồi với lại gà chiên cho bạn đồng nhỏ với hai chị. Hồi nãy lấy cái chảo này hơi nhỏ nè. Nhà đồng tiếp tục học chữ. Ủa học toán, hôm qua học chữ rồi nè, học toán. Này cô giáo nờ dạy. Ngón tay đâu? Đâu giờ ngón tay lên điểm coi. 9 rồi trừ 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ồ. Dễ không? Dễ không? Dễ quá. Bây giờ nó vàng nè, rút kinh nghiệm của lần chiên trước. Không để vàng quá là nó bị khô. Bây giờ nấu ăn trở thành cái công việc hàng ngày luôn. Bị chuyên nghiệp lắm rồi đó. Rồi và video clip ngày hôm nay đến đây xin được khép lại. Dạ. Lại. Dạ. Rồi video clip đó, ngày hôm nay đến đây xin được khép lại. Rất cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong video clip tiếp theo vào ngày mai nha. Không biết mình sẽ làm món gì đây. Còn cái món xào nữa. Hồi video cũng đã dài rồi.
Hỏi cái này chưa, để nó vàng vàng tí nữa đi. Mày ở giữa. Thế sao mày định văng nó biết nữa, văng quá. Sao định văng, bỏ tiêu vô. Tiêu sống hay tiêu xanh hay tiêu đen? Tiêu xanh mà. Bỏ tiêu, tiêu đen á, tiêu hột á. Nãy chú ba cho bắp. Bắp rang. Giờ mình rang. Nè nè nè. Giờ không làm nữa. Rồi. Yeah. Rau phân bóp. Nhờ bà cô chú chỉ đi, ngày mai làm nè. Ủa, thấy nhỏ xíu vậy hả? Không mà được một thao á nha. Vậy hả? Rồi, hẹn gặp lại ông bà cô chú trong video clip tiếp theo vào ngày mai nha. Được mấy điểm? 10 điểm là 10 điểm là A. Ủa, vậy là xong chưa? Học bài xong chưa? Rồi. Vậy mình đi chơi gì đây? Đang chờ. Chờ chờ gì? Chờ gà. Chờ gà. Chờ gà chín. Ăn ít bánh thôi lát nữa. Ăn khoai tây rồi hồi no rồi sao ăn gà được. Chờ chờ con vẹt